người bạn á, cũng giống như là siêu huynh của con, có cái ý nói với con là nếu mà con mà theo cái pháp môn này á thì đó, bác bỏ tất cả những cái kinh điển á, rồi chỉ có lúc nào cũng nghĩ đến cái câu thoại này thôi á, rồi khi mà mình mà không có tu đến mà kiến tánh á thì đó mình sẽ giống như là thành độn căn vậy. Con nghĩ là nếu mà như vậy á, những cái người mà không có tu đến kiến tánh á thì sẽ thành độn căn hết rồi. Cái người đó đó biết tôi là có dịch nhiều kinh điển không? Nói tôi bác bỏ kinh điển á, nói cái pháp môn này bác bỏ kinh điển mà biết tôi là dịch nhiều kinh điển không? À, mà tại cái kiến chấp của nó tự làm tài không á, nó dễ á, chứ khi thật á thì tôi dịch nhiều kinh điển, nếu mà bác bỏ còn dịch chi, mà còn giảng cho người ta nghe nữa nha. Cũng như mà thiền tông nói bắt lập văn tự á, nói bắt lập văn tự chứ không phải là thay bỏ văn tự á, tôi cũng thường nói đó, chỉ là cái pháp thiền trực tiếp nó khỏi cần qua văn tự rồi nói thôi nha. Tại vì khoảng mấy bữa nay á, con dự thiền thất ở đây đó, cái ảnh gặp ảnh nói, trước kia thì con đi theo pháp môn của Hòa Thượng Thanh Từ. Cái ảnh nói, ảnh thấy con lần chàng á, nói bây giờ mày theo cái này thì mày cũng bỏ luôn rồi. Cái lấy hay là bỏ là cái pháp đương đối. Pháp đương đối đó là kêu bằng vọng tưởng, kêu bằng tứ cú. Người tu hành đó phải dứt vọng tưởng, phải lìa tứ cú. Cái đó là lời ở trong kinh nói đó, cũng như kinh Lăng Già đó, nói lìa tứ cú tuyệt bắc phi đó. Thì nếu mà mình tu cái pháp môn của Phật dạy á, thì phải theo cái lời dạy của Phật á, nói ở trong kinh á, phải không? Bây giờ á, nghịch với cái lời Phật dạy ở trong kinh mà lại nói là bác bỏ tất cả kinh, ha, vậy là quá đen đạo á. Tại vì anh nói là theo cái pháp môn này là lúc nào mình chỉ tham thoại đầu, rồi mình không có còn mà như là xem kinh sách gì nữa. Không có còn xem kinh sách gì nữa là người đó đó cái lòng tin tin tự tâm là lầy lũ hết rồi nha. Tức là người đó là khỏi cần á, cũng như mà ở nhà là tiền nhiều quá là còn cần đi ăn xin chi nữa. Những người nghèo không đủ ăn đó, không có ăn mới đi ăn xin á, phải không? Còn lá có tiền rồi, gạo thóc đồ nhiều quá rồi còn đi ăn xin chi nữa. Vậy là anh nói nếu mà mình theo pháp môn này mà không kiến tánh á, thì mình sẽ trở thành độn căn á, tại là tại nó không có biết nhân quả. Bây giờ á, nếu mà theo cái lời của ngài Lai Quả đó ha, người đó nói như vậy đó là phải mà tạo cái tội địa ngục rồi đó. Mà ngài Lai Quả nói đó, khỉ băng thiền tông á, mà chướng ngại tự mình không dám tu cái pháp môn này thì phải đọa địa ngục một đại kiếp. Mà nếu mà phỉ báng thiền tông á, ha, cái pháp môn này đó ha, mà chướng ngại người khác không dám tu cái pháp môn này thì phải đọa địa ngục á bốn đại kiếp. Mà một đại kiếp biết bao nhiêu thời gian không?
một đại kiếp là 4 trung kiếp, một trung kiếp là 20 tiểu kiếp, mà một tiểu kiếp là hơn 16 triệu năm. Bây giờ á, đừng có nói cái hơn đi ha, đem 16 triệu năm nhân cho 20 rồi nhân cho 4 nữa ha, coi coi cái thời gian bao nhiêu à, tức là nó nói ra miệng á thì thấy không có gì á ha, nhưng mà đã tạo cái nhân đọa địa ngục 4 đại kiếp rồi. Mà tại sao tôi nói Ngài Lai Quả nói mà không có chướng ngại người khác, chỉ chướng ngại tự mình không dám tham thôi á, cũng phải đọa mà địa ngục một đại kiếp. Tại sao vậy? Là tại á, một người thành Phật thì vô lượng vô biên chúng sanh được giải thoát. Tại á, thành Phật thì tức nhãn là phải độ chúng sanh rồi đó. Bây giờ á, tôi tự mình chứng ngại tôi, thành ra tôi không có thể thành Phật. Thì vô lượng chúng sanh á, càng tôi độ đó là đều là không hy vọng mà được độ. À, thành ra nó mới có cái tội địa ngục mà đứng như thế đó. Kính bạch hòa thượng, cũng như cái lời của chú đó nãy đó nói đó, thì cái vị kia đó không có xem sách của thầy Thanh Từ mà dịch đó, cũng như là thiền sư Trung Hoa, thiền sư Việt Nam, Thanh Thiền Hiếu Chỉ với thiền Quan Sát Tấn á, thì đều là cái chư tổ mà dạy cái thiền, cái thiền tổ sư này, cho nên cái vị đó không có đọc sách của hòa thượng Thanh Từ dịch cái những sách đó. Phải rồi đó. Hòa thượng Thanh Từ cũng dịch nhiều sách của thiền tông mà, thiền Quan Sát Tấn, tham thiền yếu chỉ đó hòa thượng. Hả? Tham thiền yếu chỉ của Hư Vân hòa thượng. Tham thiền yếu chỉ của Hư Vân, của ngài Hư Vân và thì sư Trung Hoa, Trung Hoa sư Hành Đức, sư Trạng Đức Hành Trạng đó, đều là với thiền sư Việt Nam nữa. Với thiền sư Việt Nam cũng vậy ha, cũng là đều là nói về cái tổ sư thiền đó, tức là người đó cũng không có biết gì hết đó, nó mới chỉ bán luôn hòa thượng Thanh Tịnh luôn nữa.